Ok hai cái nha. Chào mừng mọi người đến với kênh Review Tool ha. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục với series 2 series game mini ở trên hệ điều hành Android. Thì ngày hôm nay cũng như mọi lần ha, mình xin chia sẻ một cái game là Metal Slug, game Rambo lùng á. Thời xưa cái này là cái game mà game băng băng đĩ, game đĩ tròn đó các bạn. Thì ở đây mình có tải hai phiên bản ha. Một cái phiên bản là nó free nhưng mà nó hiện quảng cáo và nó không có online nha các bạn, nghĩa là có vẻ nó cái này thì nó đúng với cái nguyên bản game Rambo lùng hơn. Ừ, thì đây mình sẽ test cái game Crazy Slut 1 Alpha nha. Đúng là game Rambo lùng. Thì do là phiên bản miễn phí cho nên nó sẽ có hiện quảng cáo đó nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ test cái độ mượt của nó khi chúng ta chơi game. Mình đang test trên con Joy 3 32GB nha các bạn nha. Thì đây bấm play rất là nhanh vào thì rồi cứ bắn thôi. Thì các bạn lưu ý nè, ở đây là cái phím bên tròn, bên đây là mình điều khiển lên xuống nha, còn ở đây là bơm nè, chữ bơm mờ nó hơi mờ, bơm là ở đây rồi shot là bắn nè, shoot là bắn nè, zoom là nhảy nha các bạn nha. Thì do là hình như cái này nó viết trên một cái phiên bản hệ điều hành Android cũ thì sao cho nên nó không được full màn hình, và cái khuyết điểm của nó là có hiện cái khung quảng cáo trên đây, bắt cái tải Twister nè, thấy không, và nó không được full màn hình nha các bạn, bị hai viền đen. Nhưng mà ok vậy nó cũng được rồi, nhưng mà mình thấy tại vì đây là phiên bản free nha, giống như cái kiểu apply free đó, vừa vào là bắn liền luôn rồi, mà để chết hết mạng rồi. Game over. Nếu mà mình nghĩ là nếu play lại đây nó sẽ hiện quảng cáo nha các bạn, sẽ hiện quảng cáo, các bạn chịu khó tắt hơn. Nhưng mà cái đối với cái quảng cáo này thì chúng ta tắt được cũng rất là nhanh ha. Bây giờ mình play again làm coi thử cái độ mượt của nó. Màn hình nó hơi nhỏ các bạn, nó không vừa tay lắm, cái màn hình bị viền, không được full màn hình đó. Mình cứ hay chọt chọt cái tay nó không qua được cái chỗ full này. Thì nó cho free là miễn phí 6 mạng nha. Để mình đợi chút mình tắt wifi coi thử nó có hiện quảng cáo không nha, coi nó có offline hay không. Cũng khó lắm nha các bạn, màn hình nó hơi nhỏ. Lâu quá không chơi game tại nó không có mượt, màn hình nó nhỏ bấm nó không có ta review game mà toàn chơi hay, mình là toàn là chết thôi. Thì mình thấy ở cái game này là cái phiên bản free nè, cái khuyết điểm của nó màn hình rất là hơi nhỏ, nó bị hai viền đen ở hai bên các bạn nè, chúng ta điều khiển nó không được nhạy và mượt cho lắm. Những phiên bản free gì là ok rồi. Rồi bây giờ mình đang tắt tắt wifi cái thứ, mình tắt internet thì nó không có quảng cáo nha các bạn, như là game này nó offline. Thì khi mà các bạn tải về rồi mình được chơi miễn phí hoàn toàn luôn, vì các bạn tắt wifi nó không hiện quảng cáo thôi. Đó, lâu lâu tại vì màn hình nó nhỏ, lâu lâu mình hay cứ quên mà bấm vào cái khung đen bên đây không, rất là nhỏ, nó hợp với cái máy 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 đời cũ á. Cái này mà chơi với mấy Android đời cũ màn hình nó nhỏ nên chúng ta chơi được rồi.
Mình tải về nó là offline luôn nha các bạn. Mình chơi game quá dở rồi. Qua được cái khúc này chắc là lâu lắm. Free mà mỗi lần mình ban đầu hình như nó cho là 9 mạng, rồi xong sau khi mình các bạn vào rồi chơi chết một lần á, chơi game lại thì nó còn là cho 6 mạng nha các bạn. Không được ngược lắm, có thể do mình chưa quen tay màn hình nó nhỏ quá. Ok, sau khi bạn tắt wifi rồi nó sẽ không hiện quảng cáo nha. Mà cứ vào lại phút này 6 mạng. Cái này phải nhảy liên tục các bạn. Chơi muốn giỏi lại phải nhảy liên tục. Mình chờ hết cái này rồi mình sẽ test qua cái game kia. Tới gần là nó cắt cổ thôi. Đây là cả ông trời tuổi thơ các bạn ơi. Hồi xưa bắn xe tăng nữa. Ok thì đây là cái phiên bản free nha của game Metal Slug, game Rambo lùng nữa các bạn. Thì ở đây mà mình ở tải mình sẽ chỉ cái tên ứng dụng cho các bạn ha. Thì đây nó là Crazy Slug War Alpha nè. Các bạn chỉ việc vào CH Play nó có sẵn trên CH Play nha. Và đây là phiên bản free ha, cho nên nó hiện tại như nó tích hợp với cái Android cũ cho nên nó không được full màn hình nữa các bạn. Đây, các bạn gõ Metal Slug nè. Đây, giờ mình tắt wifi. Đây là cái tên của ứng dụng của nó nha. Crazy. Đây nè. Crazy Slug War. Cái này không phải rồi.
À đây, cái tên của nó đây nha các bạn, Crazy Slut War Alpha nha, phiên bản miễn phí nha các bạn nè, chơi offline được. Thì nó cái khuyết điểm của nó là màn hình hơi nhỏ thôi nha. Đó là cái game mà khi nãy mà mình vừa chơi các bạn xem đó. Thì, tiếp tục chúng ta sẽ test cho một cái phiên bản nó free, phiên bản Metal Slug mới nè. Khi nãy mình có tải nó hơn 50 triệu. Các bạn lưu ý nha, đây là cái ứng dụng đầu tiên mà khi nãy mình vừa mới chơi là Crazy Slut qua Alpha này nha. Rồi đây, cái này hồi nãy mình có tải nè, Metal Metal Solidor nè, game nó cập nhật hơn. Và cái ứng dụng này, cái game này như nó online và nó có hơn 50 triệu được tải xuống nha các bạn nha. Thì này mình có coi. Ok, giờ mình sẽ chơi thử cái game online này cho các bạn nha. Cũng là Metal Solidor phiên bản update mới trên Android. Khi vào game thì nó sẽ bắt tạo và cài đặt hồ sơ cũng như game online nha các bạn. Có hiện quảng cáo này. Vì hiện tại mình đang test trên con Android Joy 3 nha các bạn nha. Mình đang test trên con Android Joy 3 chỉ 30 với 32GB thôi của VinSmart. Đây, play thử nè. Đây nó cũng có hiện quảng cáo ở trên góc trên đây. Rồi, chúng ta thử vào màn một này. Thì khi nãy rồi mình có test rồi, cái ban đầu bước đầu hướng dẫn của nó có cái chỉ cho các bạn cách nhảy lên nhảy xuống rồi nha. Game này thì nó không giống update rồi các bạn, khung cảnh rồi nó không giống như cái game băng đĩa tròn hồi xưa người chúng ta hay chơi. Chất lượng đồ họa thì là nó ok hơn ha. Khung cảnh thì khác nhiều. Cái này thì nó cũng không full màn hình nhưng mà được cái là nó ở cái tầm này mình dễ cho hiểu bắn hơn là so với cái game phiên bản Metal Slug miễn phí khi nãy nha. Đây, cái này nó dễ bắn hơn. Đồ họa là do mình kết nối với lại cái ứng dụng Midroid trên PC đó, cho nên các bạn nhìn trên đây nó hơi bị nhạt, nhưng mà trong máy mình thì đồ họa rất là nét sắc nét nha các bạn nha. Vẫn có hiện quảng cáo nha các bạn. Rồi sau đây sẽ bắt mua, thì nó có mua phụ kiện nè, mình mua sau đi ha. Có mua rất là nhiều đồ nha các bạn. Thì các bạn nếu mà có kinh tế thì có thể nạp tiền rồi chơi tiếp ha. Mình play được cái gì? Có quà Daily Gate này là quà tặng hàng ngày nè các bạn nè. Ok, Metal Slug. Mình nghĩ là các bạn muốn bỏ những cái đoạn quảng cáo này thì ta phải thanh toán premium. Ok, cái này thì bấm nó mượt mà hơn cái game miễn phí khi nãy các bạn à. Mượt mà hơn, đồ ok hơn. Game kia miễn phí thì mới vào thì cho luôn cái súng AK thôi, còn này mới vào chứ có súng lục thôi. Chung thì mình thấy nó dễ chơi, điều khiển đồ nó mượt mà, nó hơn cái game miễn phí
Metal Slug khi nãy ha. Nhưng có một khuyết điểm là cái, nó vẫn có hiện quảng cáo nha, nha các bạn nha. Và màn bên đây thì nó tương đối ngắn và độ nó mình cảm nhận là nó không có hoạt cảnh rồi, nó không giống như cái Metal Slug trên đĩa tròn, giống như cái game khi nãy hơn ha. Và màn thì nó cũng hơi bị ngắn. Rồi các bạn đi tiếp thì các bạn vẫn còn mũi tên thôi, nó vẫn có hiện quảng cáo nha các bạn nha. Vẫn có hiện quảng cáo. Này nó hay hơn là nó có cái thùng này sắt nữa, chúng ta làm bi đỡ đạn nè. Mà màn thực sự nó hơi nó rất là ngắn, hiểu cái nào tập sự như sao so với cái khung cảnh đồ họa thì nếu mà cái game miễn phí khi nãy mà nó full hơn thì chúng ta trở về chúng thơm cách chính xác hơn. Còn cái này thì nó dạng như nó update cải tiến rồi. Là mua lùng thì mới vào thì chỉ có súng lục thôi, nhưng mà được cái là mượt hơn cái game khi nãy. Mình lấy đạn khác rồi nè các bạn. Đứng gần là lấy dao ra cắt thôi. Màn rất là ngắn các bạn. Giờ mình sẽ đánh giá cho năm sao nha. Đây là cái tên của game nha, Metal Slug 2 nha. Đánh giá cho năm sao. Hoàn tất. Cũng có hiện quảng cáo rất là nhiều. Màn rất là ngắn nha các bạn. Màn ngắn luôn. Về độ dễ thì cái này game này nó dễ hơn nhiều so với cái phiên bản phí khi nãy ha. Những cái vị trí mà cao vậy nè, các bạn muốn nhảy thì các bạn bấm 2 lần nút nhảy nha. Đây nè, bấm 2 lần nút nhảy thì sẽ nhảy lên đường nha các bạn nha. 2 lần nút nhảy.
chưa qua được mạng. Đạn này nó bắn cũng dễ hơn, nó có khoảng cách chứ không phải nó đi như cái đạn và cái game kia thì nó đi dài hết cái màn hình luôn. Đạn nó đi nửa màn hình là nó ngưng lại nha các bạn. Rồi khi mà chết rồi chúng ta là cũng phải xem quảng cáo mới được chơi tiếp nè. Fire quảng cáo rất là nhiều à. Về cái độ dễ thì mình thấy game này nó dễ hơn nhiều so với cái phiên bản Metal Slug Free khi nãy nha, của Crazy World Alpha đó. Ok là kết tiếp rồi. Ok thì cái phần review về ứng dụng game Rambo lùng Metal Slug trên hệ thống Android của mình tới đây kết thúc ha. Thì đó các bạn, mình đã review hai game Metal Slug trên đây. Thì một là cái Crazy Slug Alpha nè. Gỡ đi. Và hai là cái Metal Solid 2 nè. Để mình test thêm một cái Crazy Slug 3 này thử nha. Để coi nó. Coi nó có giống không? Mình quảng cáo rất là nhiều các bạn ơi. Skip nè. Vẫn được chính mạng nè, để mình tắt cái này wifi của nó có quảng cáo gì nha. Cái này thì giống nhất nè, mà mình thấy là cũng full màn hình nè các bạn nè. Đó. Bắn thì bắn nè, đây nút này nút bắn nha, đây thả bơm và đây là nút này nhảy lên nè. Khuyết điểm thì vẫn có hiện quảng cáo trên, cái này cũng tương đối dễ chơi nè, thấy giống cái này nó dễ chơi hơn cái đầu tiên của các bạn. Đồ họa thì nó hơi bị mờ nha, nó không được đẹp cho lắm, nhưng mà đây là phiên bản mình nghĩ free nè, tốt và giống như cái Rambo lùng mà cái đĩa tròn đó. Bắn liên tục các bạn ơi. Cái này nó mượt hơn cái ban đầu nè các bạn.
để mình chết nó coi thử nó có hiện quảng cáo và được chơi offline không nè. Play again nè. Mình đã tắt wifi internet rồi nha. Wow, vẫn được miễn phí nha các bạn. Chơi offline rồi được 9 mạng luôn rồi các bạn nè. Những cái game ban đầu thì nó được quay lại chơi thì được 6 mạng thôi. Rồi, cái này là hợp lý nhất nè. Chơi chơi thành chân rồi. Ta review game á, ta chơi rất là hay, phá đảo này nọ rồi không? Mình chia sẻ, mình chỉ test độ mượt rồi thôi nha các bạn. Thực sự mình chơi game không có giỏi đâu. Các bạn đừng miếng cà chua nha. Ok, chết rất là nhiều luôn á. Ok thì cái phần mà giới thiệu về ứng dụng chia sẻ ứng dụng game Rambo Lùng Metal Slug ở trên hệ điều hành Android của mình tới đây là kết thúc. Thì nãy giờ mình có review tới ba cái ứng dụng game Metal Slug ở trên trong điện thoại mình. Thì hiện tại là mình thấy cái Crazy Slug qua này là ổn định nhất nè, vừa free nè, đồ họa thì nó hơi kém mà nó giống với lại cái game băng đi tròn hồi xưa các bạn chơi, từ khung cảnh cho đến điều khiển mọi thứ nó rất mượt mà. Chỉ có điểm yếu là có một cái hiện quảng cáo ở trên và hình ảnh thì nó hơi bởi chút xíu như vậy, nhưng mà mình thấy chơi thì rất là mượt. Còn cái game Metal Slug 2 này nè, nó có hơn 50 triệu lượt tải xuống, thì đây là game online nha các bạn, game online đó. Còn Crazy Warfare này, cái ban đầu mình có review cho các bạn thì cái ứng dụng màn hình nó hơi nhỏ thì bấm nó không được mượt cho lắm. Ok đó, thì tùy các bạn, nếu các bạn chơi điện thoại bạn cũ á, hệ điều hành Android cũ thì các bạn nên tải game Crazy Slug Warfare này ha. Còn phiên bản mới thì các bạn có thể thử hai cái game này, Metal Slug Leader 2 này hoặc là Crazy Slug War này nha. Ok thì một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi kênh của mình ha. Nếu cảm thấy hay nhớ like, subscribe, đăng ký kênh để theo dõi những clip sau của mình ha. Thì mình sắp tới là mình sẽ thêm một cái chủ đề nữa là về game mini trên Android. Rất mong được các bạn quan tâm và ủng hộ. Ok, một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi clip ha.